Hi, xin chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với Bingat Studio. Hôm nay Bing sẽ hướng dẫn tất cả bạn ca khúc mới nhất của Everglow, đó chính là ca khúc Zombie. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy không hiểu ở điểm nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bing có thể biết và sớm giải đáp thắc mắc nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học nhé thôi. Ok, mọi người sẽ đưa nhịp tay ra như thế này, nhịp 5 và nhịp 6 là đưa lên ha. Nhịp 5 là mình hơi khuỵu, nhịp 6 là mình sẽ đặt tay lên cổ và xoay bước chân bên trái ra ngoài. Xoay 7, 8. Ok, bên đếm lại nha. 5, 6, 7, 8. Rồi sau đó mọi người sẽ up lên và phần chân mình khuỵu bên phải ha. 1, 2 là mình sẽ đưa ra từng tay và mình nghiêng đầu. Bỏ nhịp 3, đưa nhịp 4. Rồi nhịp 5 là mình sẽ lật phần tay lại và phần đầu của mình sẽ đổi qua. Khúc này nó rất là khó chịu, cho nên là mọi người phải chịu khó thuộc nha. Rồi mới đặt tay and boom. Rồi mình đếm lại một lần nữa nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tà. Sau đó chúng ta sẽ đẩy phần người lên. 7, 8, 1. Phần tay này bên trái mình sẽ xoay cổ tay như thế này. Còn phần người của mình sẽ rung theo phần beat. Ok, khúc này hơi khó xíu, mọi người để ý nha. Tung 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 tung. Rồi sau đó mình sẽ phần tay bên phải của mình sẽ lòn xuống dưới như thế này, để tay lên như thế này. Phần chân bên phải của mình sẽ lùi về đằng sau, đưa phần chân trái lên và tiếp tục tay thẳng lên như thế này, đưa phần chân phải lên. Sau đó chúng ta sẽ đặt tay xuống dưới và kéo lên như thế này. Thì mỗi lần kéo lên là mình sẽ dở chân theo cái bên đó ha. Chỉ có lần cuối cùng là mình sẽ lên cái người thôi, không lên cái phần chân nữa. Và xoay một vòng quay qua. Sau đó là mình vuốt lên 3, 4. Rồi phần chân của mình sẽ đưa ngang, đưa lên, đưa ngang, đưa lên. Phần tay của mình sẽ là từ dưới vuốt qua and mở, and đưa lên như thế này và hạ xuống. Rồi mình cùng tập tay và chân ha. 1, hấp 2 and 3, hấp 4 and 5. Sau đó chúng ta bước một bước, đặt tay lên and hạ xuống, kéo cái phần tay xuống như thế này. Ok, và bùm bùm ha. Và mình sẽ bước phần chân phải lên trên. Phần tay của mình mở ngang như thế này. Và sau đó là mình sẽ xoay and đưa lên và bước ra. Phần chân bên trái của mình sẽ bắt đầu bước tới. Phần tay mình mở ra như thế này, còn phần tay bên phải mình để tay như thế này. Nghiêng đầu, hông của mình sẽ đánh bên trái, bên phải, bên trái, bên phải. Ok, mình đếm lại một lần nữa trước khi chúng ta qua phần tiếp theo ha. Rồi, mình đang ở phần này ha. Sau đó chúng ta nghiêng lên, tung 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 tung. Và lùi and tắt, lùi and tắt. Hất, hất, lên. Xoay một vòng, 3, 4, 5, 6, 7, 8, boom, and xa. Bước chung chung, mở phần tay, 1, 2, bước ra ngoài. Phần tay bên trái của mình sẽ mở ngang ra như thế này ha. 1, 2, 3, 4. Là phần tới nhịp 4 là mình sẽ đưa tay lên và hất thêm một chút phần đầu lên ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Phần hông của mình vẫn sẽ tiếp tục 5, 6. Phần tay bên trái của mình sẽ nắm lên như thế này. Và phần đầu của mình xoay một vòng như thế này. Hơi rắc rối chút xíu nha, mọi người phải ráng thuộc bài. Rồi, mình đếm lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần tay của mình sẽ đưa ra như thế này và vuốt xuống như thế này. Phần chân bên phải của mình sẽ 7, 8 và bước trở về. Feel một lần. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tà 7. Chung 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 chung. Nghiêng qua, hấp, hấp. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4,
Vực 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 vực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ok. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Zombie rồi. Thì mình rất là mong thông qua video lần này tất cả bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu có yêu cầu về bài hát mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để mình có thể biết và sớm thực hiện video dạy nhảy mới nha. Ok, và cuối cùng là đừng quên đăng ký kênh YouTube cũng như là like và share cho video này giúp mình nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả bạn vào những video sau. Bye bye.